những rủi ro thường gặp trong đầu tư bất động sản. Đầu tư vào bất động sản có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm với một số rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là những rủi ro thường gặp trong đầu tư bất động sản. 1. Rủi ro thị trường. Thị trường bất động sản có thể thay đổi theo thời gian, và giá trị tài sản có thể giảm đi. Như kinh tế toàn cầu, chính sách tài chính và biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị bất động sản. 2. Rủi ro tài chính. Đầu tư vào bất động sản đòi hỏi một số lượng lớn vốn. Nếu không quản lý tài chính cẩn thận, bạn có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ và duy trì tài sản. 3. Rủi ro về xây dựng. Nếu bạn quyết định mua bất động sản cũ và cần cải tạo, rủi ro xây dựng có thể tăng lên. Các vấn đề như tiến độ thi công, nguy cơ xảy ra lỗi kỹ thuật và chi phí không đúng dự kiến có thể gây trở ngại cho dự án. 4. Rủi ro pháp lý. Một số vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến giá trị và khả năng bán lại bất động sản. Ví dụ, tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đất hoặc các rào cản pháp lý có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận thị trường. 5. Rủi ro về hạ tầng. Một bất động sản có giá trị cao phụ thuộc vào hạ tầng xung quanh nó. Nếu không có cơ sở hạ tầng phát triển, giá trị bất động sản có thể bị ảnh hưởng. 6. Rủi ro về cho thuê. Nếu bạn đầu tư vào bất động sản với mục tiêu cho thuê, có thể gặp phải rủi ro không tìm được khách hàng thuê, khách hàng không trả tiền đúng hạn hoặc tình trạng khách hàng gây hư hỏng tài sản. Để giảm thiểu rủi ro, quan trọng để nghiên cứu kỹ thị trường, phân tích tài chính và xem xét các yếu tố khác nhau trước khi đầu tư vào bất động sản.